Rồi. Kinh quá nhỉ. Giải ra đi. Giải ra, giải ra đi. Giải ra khoảng cách. Ê thì mẹ tùng em mày ngu quá. Rồi thắng anh nghịch khôn quá đấy. Cái gì? Anh nhét đống bơ lên à? Bình nhiên nhờ. Sao ai nhét lên đấy? Ai uống đống bơ. Ai bóc lên đấy. Tao đã nghịch xong rồi. Tao đã đốt rồi. Trời ơi, đốt rồi hết tháo mất. Đây. Ở nhà trông được đấy. Cho em đất quả. Ừ, bóc cái gì? Chuyên. Anh em có bóc em cười cho em bầu kính cái. Thôi anh chị, anh chú, anh người bạn thân của em cũng hẹn quay cho em đốt quả đấy. Từ lễ giờ em chưa đốt được quả nào đấy. Thế đấy, rồi. Cho đốt quả. Tí nữa Đức. Quay coi coi anh chú nhá, có kia kìa. Đây. Mẹ bắt kịp chưa? Cho nó quả nhá. Nhanh lên Đức ơi. Này nhưng mà chặn cái bước quả đốt thôi quả chứ đốt đâu. Tí chân phải chân một thể luôn. Chân một thảo được, chân một thảo được. Nhưng anh em này bia mìn khắp nơi đấy, phố rồi nhá. Hai cẩn thận nè. Trời, mẹ bắt được hai phát này hơi đẹp ấy. Nè, để em quay tiếp.